Bố mặc áo rách. Bố ơi, bố nghỉ tay uống nước đã. Con gái bố giỏi quá, biết bằng nước cho bố kìa. Muộn rồi bố ơi, mình về nhà thôi. Ừ, thì về nào. Bố ơi, con đau chân quá, bố cõng con cơ. Chắc lại chạy chảy nhiều nên đau chân phải không? Thôi được rồi, thì bố cõng. Bố ơi, áo bố bị rách ở cổ áo rồi kìa. Không sao cả, miễn là con gái bố lúc nào cũng ngoan và học giỏi, thì dù phải mặc áo rách, bố cũng vẫn vui. Vậy thì con sẽ học giỏi hơn nữa cho bố vui nhé. Con gái bố ngoan lắm. Sau này con muốn làm nghề gì nào? Sau này con muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang bố ạ. Thế thì sau này con sẽ làm ra nhiều quần áo đẹp cho mọi người phải không? Vâng, và con sẽ may cho bố nhiều chiếc áo mới nhé. Nhiều năm sau. Bố đấy ạ, con biết rồi. Bố không phải lo đâu, con đang bận lắm. Hôm nào thì con về, bố mong con lắm. Con không về được đâu bố ạ, con bận lắm. Đã bận rồi, bố còn cứ gọi điện. Bố ạ, con đang ra sân bay, con đang bận nhé. Từ từ đã, hôm trước con nói là con đi đâu ý nhỉ? Con sang Paris bố ạ. Thế con giữ cái buổi trình diễn gì ý nhỉ? Buổi trình diễn bộ sưu tập của một nhà thiết kế. Thôi, con đang vội lắm bố ạ. Thế nhưng mà lần đầu con đi sang đó, con phải cẩn thận. Ôi, bố dặn thừa rồi, con lớn rồi mà. Thôi, thế nhé bố. Chị Mỹ ạ? Chị Trang đấy à? Sao chị biết em ở đây? Bố em chỉ địa chỉ này, cậu ghi vào giấy cẩn thận lắm. Chị mới ở quê lên đấy à? Ừ, cuối tuần chị về thăm bố mẹ chị, tiện thể ghé qua nhà em thăm cậu luôn. Cậu nhờ chị gửi lên cho em. Là gì đấy hả chị? Là rau cậu trồng trong vườn với một con gà đã làm sẵn. Ê, bố ơi, trên này con có thiếu gì đồ ăn đâu mà bố cứ gửi lên thế. Bố biết thế, nhưng toàn là rau bố trồng trong vườn, gà thì nuôi để dành gửi lên cho con. Ở trên đó không thiếu, nhưng những đồ sạch như thế này thì chỉ có ở nhà mình mới có con ạ. Nhưng con cũng không có thời gian để nấu nướng đâu ạ. Lần sau bố đừng gửi nữa nhé. Thế hôm nào thì con về. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con, bố mong con lắm. Con bận lắm bố ạ. Sắp ra mắt bộ sưu tập rất quan trọng. Bố đừng gọi cho con nữa, để con tập trung làm việc nhé. Bố biết rồi. Nhanh tay lên mọi người, sắp đến giờ trình diễn rồi. Chị Mỹ, em chúc mừng chị. Chị Trang đấy à, chị đến tìm em có việc gì không? Cậu bảo hôm nay em ra mắt bộ sưu tập thời trang rất quan trọng, nên cậu nhờ chị đưa cậu ra. Con gái, bố ra để ủng hộ con, buổi hôm nay rất quan trọng phải không? Vâng, nhưng sao bố ra mà không báo cho con? Mà đường xá xa xôi, bố ra làm gì? Mấy hôm nữa xong việc rồi con về. Thì bố cũng muốn ra xem con gái bố trở thành nhà thiết kế thế nào. Cậu có sao không? Cậu không sao. Bố phải cẩn thận chứ. Chị ơi, tà váy của em bị rách rồi. Trời ơi, chiếc váy bị hỏng rồi. Bố xin lỗi. Các em ơi, mang chiếc váy đó vào sửa lại cho chị. Thôi, bố ra ngoài nhé. Ở đây sợ vướng con. Chúng ta cùng chào đón nhà thiết kế Nguyễn Thị Hạnh Mỹ. Chúc mừng Mỹ nhé. Chúc mừng chị, buổi biểu diễn rất thành công. Mỹ ơi, cậu đi đâu rồi em? Chị tìm mãi mà không thấy. Em tưởng là bố em ngồi dưới với chị mà. Cậu có ngồi hết buổi biểu diễn. Lúc chị chạy đi mua cho cậu chiếc áo mới để thay thì quay lại không thấy đâu. Sao chị lại phải đi mua áo mới cho bố em? Tại lúc vướng vào cái giá treo đồ, cậu không may bị rách áo. áo bố em cũng bị rách sao? Vậy mà mình chỉ để ý đến váy của người mẫu bị rách. Bố ơi, con gái tệ quá. Bố! Bố xem hết rồi. Nhưng bố phải ra đây vì sợ phóng viên hỏi tới phỏng vấn. Cái áo của bố nó bị rách ở vai rồi. Bố ơi, con đã trở thành nhà thiết kế thời trang. Vậy mà bố mặc áo rách, con cũng không biết. Con xin lỗi bố. Thấy con thành công là bố hạnh phúc rồi. Bố ơi, để tối nay con về thiết kế cho bố một chiếc áo thật đẹp, thật hợp với bố nhé. Bố thích sơ mi trắng phải không ạ? Em gái tôi là mèo béo. Mèo béo, đi thôi nào, anh muộn giờ tập rồi. Ái chà, cậu ấy giỏi quá. Chao, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ. Khi đá tiền đạo, cậu ấy là một cỗ máy ghi bàn. Khi chơi ở bên cánh, cậu ấy tạo ra những pha bóng siêu phàm. Chao, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ. Anh trai tớ đấy. Anh Hiếu Tia Chớp mà là anh trai của Thảo Mèo Béo à? Không thể tin nổi mà. Thì sao nào? Cậu thì béo ú, vụng về. Anh Hiếu thì đẹp trai. Đá bóng cừ, khác nhau một trời một vực. Em có sao không? Quả bóng mà trúng em thì... May mà quả bóng không đập trúng em. Nếu không thì quả bóng sẽ bị đau lắm đấy, Mèo Béo nhỉ? Anh Hiếu ơi, có phải trận chủ nhật này có ông huấn luyện viên đội bóng quốc gia đến dự không ạ? Ông ấy mà xem anh đá chắc chắn sẽ gọi anh vào đội trẻ đấy. Anh cũng mong thế. Anh Hiếu ơi, thử bánh dừa mứt cam em làm đi. Đúng là mèo béo, béo ú thế này rồi mà còn ăn bánh ngọt buổi tối. Béo kệ em. Em béo khỏe béo đẹp mà. Đến chủ nhật em thi làm bánh giành giải nhất. Thì anh muốn ăn là phải trả tiền đó nha. Mèo béo không qua nổi vòng gửi xe đâu. Thi làm gì cho mất công. Anh Hiếu Tia Chớp mà lại là anh trai của Thảo Mèo Béo á. Không thể tin nổi mà. Cậu thì béo ú, vụng về. Anh Hiếu thì đẹp trai, đá bóng cừ. Khác nhau một trời một vực. Anh có thôi gọi em là mèo béo đi không? Lúc nào cũng mèo béo ơi, mèo béo ơi. Em là Thảo đấy, anh nghe chưa? Vâng vâng, Thảo Mèo Béo. Đã thế, em không thèm chơi với anh nữa đâu. Kìa, sao ba mẹ sinh ra hai anh em lại khác nhau thế chứ? Hiếu ơi, cái Thảo quên lọ mứt cam rồi. Mèo béo thi ở tận quận nhất, đạp xe cả đi và về mất 1 tiếng đồng hồ. Nếu con mang lọ mứt tới cho nó thì không đá được trận hôm nay nữa đâu. Thôi vậy, kệ mèo béo, chắc gì nó đã giành giải. Mà trận này thì rất quan trọng với con. Nhưng mà không có mứt cam thì sao mà con bé làm bánh dừa mứt cam được. Chắc nó buồn lắm đó. Còn lọ mứt cam đâu rồi nhỉ? Trời ơi, mình để quên lọ mứt cam ở nhà rồi. Tiêu mình rồi. Đúng là hậu đậu vụng về, không có sai mà. Mèo béo ơi, lọ mứt cam của em này. Anh Hiếu, còn trận bóng quan trọng của anh. Vẫn còn nhiều trận bóng khác mà. Nhưng mà không có mứt cam thì làm sao mèo béo làm bánh dừa mứt cam được chứ? Anh Hiếu, em gì nữa. Nhanh tay lên, không về bét đấy. Mèo béo, cố lên, cố lên. Sự tích bông hoa đại. Vậy là từ giờ mình đã có thể tự nhớ đường đi lấy củi được rồi. Tiếng gì ấy nhỉ? một chú hâu con bị sa chân xuống hố đây mà. Tội nghiệp chú mày quá. Hâu con, để tao giúp mày lên nha. Đừng sợ. Mày bị lạc mẹ phải không hươu con? Tội nghiệp mày quá. Hươu con à, chịu khó ở đây nha. Ngày mai ta sẽ lên đây với hươu. Nhớ đừng đi ra ngoài kẻo nguy hiểm đấy. Hươu con à, ăn cho mau lớn, để mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nha. Vậy là từ đó, cậu bé và hươu con thân thiết với nhau như đôi bạn thân. Mỗi hôm vào rừng lấy củi, cậu bé đến chơi và trò chuyện với hươu. Hươu con mỗi ngày một lớn. Hươu con à, ăn cho mau chóng lớn. Hươu mọc đôi sừng thật cao thật đẹp nhé. Mày có thấy dạo này thằng bé con tao mướn về lấy củi có biểu hiện gì lạ không? Dạ, thằng bé thường xuyên đi lấy củi sớm hơn. Nó không ăn cơm mà nắm mang đi đường ăn, và còn hay nói mơ ạ. Nó nói thế nào? Dạ, nó hay nhắc đến con hươu con nào đó. Nào là ăn mau lớn, mọc đôi sừng gì đó. Hươu con ơi, hươu con, mau bắt lấy con hươu cho tao. Bắt lấy nó. Chạy nhanh đi, hươu con. Chạy đi. Đứng lại, đứng lại. Bọn chúng rơi xuống vực rồi ông ạ. Về thôi. Không, không. Là mày ư? Hươu con, cảm ơn mày nhé. Đã mấy hôm rồi ta không được gặp mẹ. Ta nhớ mẹ quá. Phải về thăm mẹ thôi hươu con à. Mày đừng buồn nhé hươu con. Rồi ta sẽ sớm quay trở lại. Khổ thân con tôi. Mấy hôm rồi lão trọc phú sai người đến quanh đây dò tin tức của con đấy. Ở lại đây rất nguy hiểm. Ngày mai cháu hãy theo chú đi. Chú sẽ tìm người giúp cháu ăn học nên người. Không, cháu không muốn xa mẹ, xa hữu con đâu. Con à, nếu còn ở lại thì không yên với lão ta đâu. Con hãy vì mẹ mà đi đi con. Nhưng còn hữu con. Cháu yên tâm đi. Nhưng mà cháu đã hẹn với hươu con là sẽ sớm quay trở lại. Thôi mà cháu, hươu con rồi sẽ nhập được vào đàn của nó và dần quên cháu thôi. Nhiều năm sau. Ba ơi, hôm nay ba cha con đi thăm mộ ông bà và thăm cả con hươu con mà ba vẫn thường hay kể nha. Ừ, nhất định rồi con gái yêu. Đây là cái hang nơi hươu con đã cứu ba đó. Ba ơi, ở kia có một cái cây rất lạ, có hoa đẹp mà hình như có mùi rất thơm. Cái cây lạ lùng này ta chưa thấy bao giờ. Cành giống như những chiếc sừng hươu, lá to như tai hươu, lại có hoa thơm ngát. Đúng rồi đấy. Chúng tôi đi đốt than bao lâu nay đều vào hang này nghỉ, và đã được chứng kiến một chuyện lạ lùng. Những năm về trước có một con hươu cứ đứng ở cửa hang này, dõi mắt về phía xa như chờ đợi ai đó. Rồi già yếu, nó nằm chết ở đây. Chính là chỗ lên cái cây này. Hươu ơi, ta xin lỗi. Ta muốn về sớm với hươu mà không được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã gặp nhau. Từ đó về sau, người ta gọi cây hoa đó là hoa đại. Có người bảo chữ đại là từ chữ đợi, chờ đợi mà có. Bông hoa trắng muốt, một màu thủy chung, những cánh hoa tròn như bát hươu mở tròn to, để ngóng trông, chờ đợi. Chuyến du lịch đáng nhớ. Cha cha, mẹ hôm nay làm nhiều món ngon thế này cơ mà. Hiếu, ăn đi con. Chỗ này là thang chuột của con bò. Mỗi con chỉ có một ít bé xíu thôi. Nhưng mà chính chỗ này lại là phần ngon nhất đó. Con không thích, con không ăn đâu. Con không thích ăn những món này. Con chỉ thích ăn xúc xích rán thôi. Sao mẹ không làm xúc xích rán cho con? Hiếu, ăn xúc xích nhiều không tốt đâu con. Đây toàn là những món ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Chúng ta chiều con quá rồi anh à. Cứ để lâu ngày như vậy, con mình sẽ hư mất. Để anh nghĩ cách xem. Ba ơi, con mang cả con Ti Ti đi du lịch nữa nhé. Ừ, thế cũng được. Con muốn về nhà. Sao ba nói đưa con đi du lịch cơ mà? Sao lại đến chỗ xa lắc vắng người thế này? Con không biết đó thôi. Người ta gọi đây là du lịch trải nghiệm. Chúng ta sẽ xin vào sống cùng với người ở địa phương để khám phá tập quán, văn hóa của họ. Rất thú vị con à. Ôi, biết thế này con không đi nữa. Ở nhà đi khu vui chơi thích hơn. Ba, chúng ta thuê xe về thôi. Thôi chết, làm sao giờ? Ba bị rơi ví rồi. Để ba gọi cho mẹ cầu cứu nha. Ôi chết, hôm qua ba quên không sạc pin. Chúng ta tạm thời phải ở lại đây thôi con. Đúng ra là cha con chúng tôi ở trọ nhà bác mấy hôm, nhưng chiều nay tôi bị rơi mất ví. Bác có thể cho cha con chúng tôi ngủ nhờ được không? Bù lại chúng tôi sẽ làm việc cho bác. Được, mai tôi sẽ dẫn hai cha con đi bẻ ngô. Bẻ ngô? Mình không được đi chơi sao? Ê, du lịch cái kiểu gì vậy? Mai con không đi làm có được không? Được, nếu con có thể chịu được đói và lạnh. Nếu không làm thì sẽ không có chỗ ở và cũng không có đồ ăn, cũng chẳng có tiền về nhà. Con xin bát cơm ạ. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Hết rồi cháu à. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Thôi, cháu no rồi ạ. Thôi, con cũng no rồi. Sao lúc nãy tớ nhường cơm mà cậu không ăn? Lúc đó tớ mới nhớ ra là mẹ cũng mới chỉ ăn có một bát, nên nhường lại cơm cho mẹ. Nhường cơm cho mẹ ư? Còn đói không con? Con ạ. Thế sao lúc nãy không ăn hết chỗ cơm? Con thấy còn chút xíu cơm nên nhường cơm cho bạn A Ca, nhưng bạn ấy lại nhường cơm cho mẹ mình. Con thấy không? Ở nhà cơm canh ngon ngọt nhưng lúc nào con cũng để thừa. Còn ở đây, bạn A Ca chịu đói để nhường cơm cho mẹ. Ba ơi, con đã không biết còn nhiều người khó khăn như vậy. Con rất may mắn vì có ba mẹ luôn cho con đầy đủ mọi thứ, nhưng con lại không ngoan. Con trai của ba giờ đã lớn rồi, đã biết quý trọng đồ ăn, còn biết chia sẻ, nhường đồ ăn cho bạn nữa. Chuyến đi này xem ra rất ý nghĩa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!